Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hàng hóa tắc tại cửa khẩu, Việt Nam không thể kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới. Mới đây, báo chí từ Việt Nam cho biết tình trạng xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đang bị ách tắc nghiêm trọng, cho dù sắp bước vào dịp Tết Nguyên đán của cả hai nước. Cho đến nay, lượng hàng hóa tồn tọng tại hai cửa khẩu sang Trung Quốc trên tỉnh Lạng Sơn đã lên hơn 5.000 chiếc xe. Trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc của Việt Nam, chiếm số lượng lớn là các mặt hàng thuộc nhóm hàng nông sản và thủy hải sản. Đây là hình ảnh hơn 5.000 xe tải của Việt Nam ách tắc tại các cửa khẩu xuất sang Trung Quốc suốt 20 ngày qua chờ và không nhúc nhích. Báo chí cũng trích dẫn lời lãnh đạo hải quan cho biết, riêng mặt hàng trái cây đang bị ùn tắc ở Tân Thanh như thanh long, mít, nhanh nhất phải mất nửa tháng mới thông quan hết. Nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và giá cả hàng hóa. Bên cạnh các mặt hàng nông sản, thủy hải sản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Phía Trung Quốc viện cớ áp dụng chính sách Zero Covid cho nên tạm dừng nhập tất cả các container hàng đông lạnh. Ngoài việc siết thông quan, phía Trung Quốc cũng đặt ra nhiều yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì, v.v. khiến hàng thông quan đã chậm lại càng chậm thêm. Và câu chuyện này không phải chỉ của riêng Việt Nam. Nếu phía Trung Quốc đưa ra những yêu cầu khắt khe mà doanh nghiệp Việt Nam không đáp ứng được thì đã đành. Nhưng đằng sau câu chuyện này còn có những vấn đề vượt ra ngoài các yêu cầu như vậy. Vào hồi tháng 10 năm nay, tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Bắc Kinh đã phải đối mặt với vô số cáo buộc từ các quốc gia thành viên bởi các hành vi không hề phù hợp với quy định quốc tế, bao gồm phân biệt đối xử, không minh bạch, cưỡng bức. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã nhận được trên 1.600 câu hỏi từ khoảng 40 nước thành viên của WTO và làn sóng giận dữ không chỉ từ các quốc gia đang phát triển. Ông Vương Văn Đào đã không thể thuyết phục được ai khi khẳng định Trung Quốc luôn tôn trọng các cam kết lúc gia nhập WTO và không muốn làm tổn hại đến lợi ích của các nước khác. Đại diện Mỹ David báo cáo buộc Bắc Kinh đã trở thành sức mạnh lớn nhất ở WTO nhưng vẫn áp dụng cách thức quốc doanh trong thương mại. Washington cho rằng khi Trung Quốc gia nhập WTO cách đây 20 năm, các quốc gia thành viên chờ đợi ở Bắc Kinh có những thay đổi căn bản để thích ứng với cơ chế thị trường, nhưng rốt cuộc họ đã sai lầm. Úc thì tố cáo trong 18 tháng qua, Trung Quốc liên tục phá rối thương mại bằng cách yêu cầu phải có các xét nghiệm bắt buộc, tiến hành kiểm tra tùy tiện tại biên giới, cố ý trì hoãn thủ tục, chậm cấp giấy phép nhập khẩu và áp đặt thuế chống phá giá phi lý. Đây là hình ảnh những chai rượu vang của Úc tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 27 tháng 11 năm 2020. Đại sứ Úc tại WTO cũng khẳng định, trong tay có các báo cáo đáng tin cậy cho thấy chính quyền Trung Quốc yêu cầu các nhà nhập khẩu không mua một số mặt hàng của Úc. Về phía Ấn Độ, nước này cũng tố cáo những đòi hỏi về thủ tục nghiêm ngặt và thường là không rõ ràng của Trung Quốc. Phái đoàn của Ấn Độ lo ngại về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực phẩm của Trung Quốc tăng lên với nhiệt độ đáng báo động và không mang tính khoa học với lý do là để phòng chống COVID-19, coi đây như là một cái cớ để phong tỏa nhiều chuyến hàng xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt là hải sản. Canada thì đã đưa vấn đề Trung Quốc cấm hạt cải dầu xuất khẩu của nước này ra tổ chức WTO để tìm kiếm giải pháp. Úc cũng đâm đơn kiện Trung Quốc lên WTO với mức thuế 80,5% đối với lúa mạch của Úc. Caribea cũng xem xét việc khởi kiện Trung Quốc vì nước này đưa than đá của Úc vào danh sách đen. Thương mại chính là vũ khí chính trị của Bắc Kinh đang đưa ra để sử dụng. Nhiều quốc gia trên thế giới biết rõ việc Trung Quốc luôn sử dụng thương mại như một vũ khí nhằm phục vụ các mục tiêu chính trị của họ. Và Bắc Kinh đã sử dụng vũ khí thương mại này đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, các chính sách kinh tế gây áp lực với các nước khác của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm các nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới G7 vào cuối tuần trước. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ Modi bên phải và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ chuyển sang xung đột về kinh tế. Động thái này diễn ra sau một tuần đầy biến cố khi Nicaragua cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan là Trung Quốc.
để ủng hộ Bắc Kinh và Trung Quốc tăng cường trả đũa Litau sau khi quốc gia vùng Baltic cho phép mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Vilnius vào tháng trước. Cho đến nay, Bắc Kinh đã đe dọa và áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại để trừng phạt hơn 10 quốc gia theo đuổi các chính sách mà họ xem là gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc. Sự việc đầu tiên xảy ra vào năm 2010 khi Trung Quốc cấm nhập khẩu cá hồi Na Uy sau khi Ủy ban Nobel của Na Uy trao giải Nobel Hòa bình cho nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Cũng trong năm 2010, Trung Quốc đã ra lệnh ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong nỗ lực nhằm buộc Tokyo phải thả thuyền trưởng của tàu đánh cá Trung Quốc bị bắt giữ sau khi tàu này va chạm với tàu bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku, tức là Điếu Ngư. Vào năm 2012, sau khi đối đầu với Trung Quốc ở bãi cạn trên biển Nam Trung Hoa, Biển Đông, trái cây nhiệt đới của Philippines xuất khẩu sang Trung Quốc cũng bị kiểm dịch vì bị cho là chứa mầm bệnh. Sau đó, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Mông Cổ vì đã tiếp đón Đạt Lai Đạt Ma, với Hàn Quốc vì triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, và với Canada vì vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, và với New Zealand vì cấm sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất cho mạng di động 5G của nước này, và với Thụy Điển vì trao giải thưởng nhân quyền cho một người Thụy Điển bất đồng chính kiến đang bị giam giữ ở Trung Quốc, với Đài Loan vì hòn đảo này không chịu thừa nhận là một phần của Trung Quốc, và với Anh vì đã hỗ trợ người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông, và với thành phố Praha vì đã ký kết thỏa thuận kết nghĩa với Đài Bắc. Và câu hỏi đặt ra là làm gì để có thể chống lại sức ép từ Bắc Kinh? Đây là hình ảnh phía Canada mới đây đã quyết định thả bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bị bắt tại sân bay ở thành phố của Canada theo yêu cầu dẫn độ từ Mỹ vào tháng 12 năm 2018. Ông Wilson, giám đốc nghiên cứu của trung tâm PET USA Today, bày tỏ quan điểm rằng với hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đang bị xáo trộn, cần phải có các cơ chế quốc tế khác cho phép các quốc gia thực hiện hành động tập thể và hỗ trợ lẫn nhau khi đối mặt với các mối đe dọa và ép buộc từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, giải quyết các tranh chấp thông qua WTO không phải là một giải pháp nhanh chóng. Nếu quy trình của WTO đang diễn ra suôn sẻ, thì nhìn chung cũng mất hơn một năm mới có thể đưa ra quyết định. Thế nhưng, nếu có nhiều quốc gia cùng nhau đệ đơn kiện lên WTO, sẽ thể hiện sự đoàn kết đa phương trong việc thách thức các hành vi lạm dụng thương mại của Trung Quốc. Và cùng với hành động khác, có thể góp phần ngăn cản Bắc Kinh tiến hành thêm các chiến dịch ép buộc kinh tế. Các thành viên của Liên minh có thể và cũng nên thúc đẩy cải cách WTO để các nước thành viên được bảo vệ trước hành động xâm phạm về kinh tế. Chẳng hạn, Liên minh châu Âu đã lần đầu tiên công bố đề xuất về công cụ chống cưỡng bức vào tuần trước. Biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên của châu Âu khỏi sự đe dọa về kinh tế khi một quốc gia bị gây áp lực buộc một nước phải thay đổi chính sách của họ bằng cách hạn chế hoặc đe dọa hạn chế thương mại hoặc đầu tư. Đối với Việt Nam, trước các hành vi như vậy của Trung Quốc nhằm cản trở hàng hóa của Việt Nam xuất qua biên giới, thì Việt Nam có thể làm gì? Đây cũng là điều đặt ra. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 1 năm 2017 khi đó. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, thứ nhất, nếu đóng cửa với hàng nông thủy sản Việt Nam trong thời điểm giáp Tết, về mặt thương mại là người tiêu dùng của nước họ thiệt chứ chưa phải người bán thiệt. Thứ hai, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những ký kết hiệp ước cơ bản tạo thuận lợi thương mại hàng hóa cho hai nước. Nếu coi dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng, việc họ đơn phương từ chối nhận hàng, siết không mở cửa cho hàng hóa, vậy đã đúng với cam kết giữa hai nước ký kết hay chưa? Đây là điều cần đặt câu hỏi. Khi trao đổi ở cấp chính phủ và bộ, phải lưu ý và bám vào những quy định cụ thể để thương thảo và điều chỉnh. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn đối với việc Việt Nam có thể đưa ra các diễn đàn quốc tế các hành vi kinh tế cưỡng ép như vậy của Trung Quốc. Do Trung Quốc có thị trường lớn cũng là một chuyện, nhưng chuyện thứ hai là có rất nhiều thỏa thuận mờ ám giữa chính quyền Việt Nam và chính quyền Trung Quốc mà rất ít người dân được biết. Ví dụ, trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 8 tháng 10,
bên lề hội nghị ASEAN 5 có thể hiện rằng cả hai bên nhất trí cùng nhau thúc đẩy phát triển của khu mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN. Việt Nam thừa nhận quy chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh của Trung Quốc và hứa không sử dụng Điều 15 và Điều 16 của Nghị định thư về việc Trung Quốc gia nhập WTO vào đoạn 242 trong báo cáo của Ban Công tác về việc Trung Quốc gia nhập WTO. Điều này có nghĩa là Việt Nam không thể khởi kiện hay nêu các vấn đề về tranh chấp thương mại với Trung Quốc lên WTO được. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người dân và chính quyền Việt Nam mối quan hệ một chiều. Trong lần tuần lễ vừa qua, truyền thông Việt Nam và ngoài nước đã có nhiều bài viết về tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Trúc Thủy Tiên. Được trở thành Hoa hậu quốc tế đầu tiên của Việt Nam và hiển nhiên ai nấy đều vui mừng và hãnh diện vì Thủy Tiên. Do đó cô được chú ý đặc biệt, nhưng cô còn được chú ý và quan tâm hơn nữa vì đã dùng ba ngón tay để chào trong cuộc thi này sau khi cô phát biểu hùng biện về chủ đề chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Cô nói bằng tiếng Thái Lan rằng hãy làm cho thế giới này thành một nơi tốt hơn cho mọi người, rồi đưa ba ngón tay lên để chào. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên với hành động chào bằng ba ngón tay. Sau khi cuộc thi hoàn tất, cô giải thích rằng cô hiểu tình hình chính trị tại Thái Lan, chẳng hạn những cuộc biểu tình và đấu tranh trong thời gian vừa qua, nên cô chỉ mong muốn mọi người giúp nhau để xây dựng một thế giới tốt hơn. Câu trả lời trên chắc không thỏa mãn nhiều người và tại Việt Nam lẫn Thái Lan, nhưng cũng nên hiểu cho Thủy Tiên, cách trả lời nào cũng không làm vừa lòng mọi người. Có lẽ cô nhận ra được tính nhạy cảm của vấn đề. Cũng vì hành động chào ba ngón tay trên mà một số kênh truyền hình tại Việt Nam hùn nhau chỉ trích và hăm dọa Thủy Tiên. Một số bài viết về cô đã biến mất không lâu sau đó. Dường như chỉ có bài trên tờ báo Tuổi Trẻ nơi để link đến video mà Thủy Tiên chào bằng ba ngón tay sau khi phát biểu bằng tiếng Thái là vẫn còn. Ngoài cách chào bằng ba ngón tay khi được hỏi thêm về trải nghiệm của mình tại Thái Lan, trong phần chung kết, Thủy Tiên đã trả lời rằng khi cô đến Thái, cô không nhận được sự trợ giúp nào từ phía nước mình. Tuy thế, bây giờ cô đang đứng đây, chỉ còn hai người trong vòng chung kết. Điều này cho thấy sự chăm chỉ của mình mang tính quyết định. Thủy Tiên cũng nhấn mạnh và nhắn gửi đến các khán thính giả rằng nếu bất cứ ai miệt mài và tập trung, ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Trước, trong và sau khi cô Thủy Tiên trả lời câu hỏi này, âm thanh hậu trường vang lên hai chữ Việt Nam. Khi cô Thủy Tiên được ban giám khảo bầu chọn làm Hoa hậu, không chỉ những người trong hội trường vui mừng hô to hai chữ Việt Nam, mà chắc là hàng triệu người Việt Nam tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới cũng vui mừng và hãnh diện về cô. Đây là hình ảnh Hoa hậu Thủy Tiên trong giây phút đăng quang. Thủy Tiên vừa xinh đẹp, vừa biết nói tiếng Thái và tiếng Anh lưu loát, và biết trả lời các câu hỏi khá khôn khéo, và nhất là biết lấy lòng người Thái trong cung cách giao tiếp của mình. Trước khi tham dự giải Hoa hậu này, Thủy Tiên cũng đã nổi tiếng tại Việt Nam trong các cuộc thi người đẹp, đã làm các việc từ thiện, kể cả kêu gọi mọi người ý thức về đại dịch COVID-19 và hỗ trợ cho các nhân viên y tế đứng đầu chiến tuyến. Rõ ràng, một người như Thủy Tiên chắc phải được sự ủng hộ khá tích cực và sâu rộng để được tham gia giải Hoa hậu lần này. Cho nên, khi Thủy Tiên phát biểu rằng cô không nhận được sự ủng hộ nào từ nhà nước, chỉ có một cách duy nhất để hiểu rằng không phải cô thiếu sự ủng hộ từ người dân hay người thân, mà là từ nhà nước, tức là thể chế. Người dân Việt Nam cũng luôn ủng hộ cô trong tiến trình này, nhưng nhà nước Việt Nam thì không. Trường hợp cô Thủy Tiên thì không được sự hỗ trợ nâng đỡ đáng kể nào từ nhà nước Việt Nam cũng là một điều hết sức bình thường. Còn nhớ Nguyễn Tiến Minh, người đứng đầu bộ môn vũ cầu tại Việt Nam trong hơn một thập niên qua đã chia sẻ những suy nghĩ tương tự khi mình đến Úc thi đấu. Khi được chính hỏi, tôi hỏi chính quyền Việt Nam có trợ giúp gì cho các nhà thi đấu của mình hay không, thì mình cho biết anh phải tự lo mọi thứ và không có sự hỗ trợ đáng kể nào cả. Đây là hình ảnh tay vợt lịch sử Nguyễn Tiến Minh bỏ tiền túi đi thi và giành huy chương đồng châu Á môn cầu lông vào năm 2019. Những công dân Việt Nam ra hải ngoại bằng những con đường hợp pháp như du lịch hay bất hợp pháp như vượt biên, vượt biển. Các làn sóng người tị nạn sau này đến Úc hay châu Âu không phải là các làn sóng đi tìm tị nạn từ sau năm 1975 đến năm 1996.
khi gặp phải khó khăn thì họ cũng không được chính quyền Việt Nam giúp đỡ gì. Không những không được trợ giúp mà còn có thể nói là còn gặp khá nhiều khó khăn từ nhân viên làm việc tại các tòa đại sứ quán Việt Nam hay các cơ quan công quyền của Việt Nam có mặt. Những câu chuyện này được tường thuật đi khắp nơi, các đại sứ tại Bỉ, Úc, v.v. đã lạm dụng quyền uy để thu phí cao hơn mức quy định đối với công dân Việt Nam hay Việt Kiều. Đó là chưa kể các hành vi tắc trách của họ. Lẽ ra họ phải có trách nhiệm giúp đỡ cho công dân của mình khi gặp khó khăn, thì những người phải giúp có vi phạm pháp luật hình sự hay luật di trú của quốc gia sở tại hay không, nhưng tòa đại sứ lại dường như phủi tay về những việc này. Gần đây nhất là vào cuối tháng 11 vừa qua, 500 công nhân Việt Nam đã bị lâm hoàn cảnh bi đát vì ký hợp đồng với công ty sản xuất vỏ xe Shandong của Trung Quốc nên sang Serbia làm việc từ tháng 5 đến nay. Những công nhân này được mô tả là đang run rẩy trong doanh trại không có lò sưởi, đói và không có tiền, trong khi hộ chiếu của họ đã bị chủ nhân người Trung Quốc lấy đi. Đây là hình ảnh bài viết bằng tiếng Anh trên báo nước ngoài về công nhân Việt Nam làm cho Trung Quốc đang kêu cứu tại Serbia. Như một bài viết trên đài FA vào ngày 21 tháng 11 rằng, Đại sứ quán là cơ quan chỉ có nhiệm vụ duy nhất đối với kiều bào là cấp và đóng dấu hộ chiếu, mọi việc khác xin lỗi không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Tuy không phải được chính quyền của mình bảo vệ và nâng đỡ, nhiều người vẫn im lặng và không dám lên tiếng. Những người nào lên tiếng than phiền hay nói điều gì bất lợi cho chính quyền Việt Nam hay đại diện của họ tại các đại sứ quán ở khắp nơi, khi về nước chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trong khi đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các đại sứ quán ở chính phủ dân chủ như Mỹ, Anh, Úc là bảo vệ công dân của mình. Họ đã hoàn toàn làm khác với đại sứ quán của các nước cộng sản. Cho dù công dân của họ có vi phạm pháp luật, kể cả tội giết người hay các tội phạm nghiêm trọng khác, các tòa đại sứ khắp nơi cũng phải làm tất cả những gì có thể để công dân của mình được đối xử công bằng và hợp pháp, và nhất là được trở về nước mình sớm nhất như có thể. Mọi người dân đều có quyền yêu cầu chính quyền của mình có trách nhiệm giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nếu đó không phải là trách nhiệm của chính quyền thì là của ai đây? Câu hỏi được đặt ra. Chính quyền được bầu lên để làm gì? Đây là hình ảnh thảm kịch 39 người Việt Nam chết trong thùng xe container đông lạnh ở Anh vào năm 2019 vì tìm đường mưu sinh. Quyền lực phải luôn đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng phải lớn. Tuy vậy, đây chỉ là đặc tính hay bản chất của các nền dân chủ. Trong khi đó, vẫn có những chế độ nắm quyền lực gần như tuyệt đối trong tay mà lại không phải chịu trách nhiệm gì cả. Vì thế mà nạn nhân là những người sống ở những đất nước này bị nạn tham nhũng, lạm quyền và làm hư hỏng một cách tuyệt đối trong các thể chế này là điều không có gì ngạc nhiên. Các cơ quan công quyền tại Việt Nam cũng như đại sứ quán khắp nơi nói cho cùng là cỗ máy hành dân và chỉ biết thu phí dịch vụ cao hơn mức đề ra mà thôi. Họ chỉ tuân hành mệnh lệnh từ cấp cao nhất. Cách hành xử của họ như thế là vì họ không thấy phải chịu trách nhiệm hay mang ơn người dân. Họ chỉ chịu trách nhiệm với Đảng và mang ơn của Đảng. Đảng là cơ quan quyết định gần như toàn bộ và tuyệt đối mọi chính sách đối nội và đối ngoại, trong khi các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp, cũng như truyền thông, cũng chỉ để thi hành mệnh lệnh của Đảng. Vấn đề nằm ở độc đảng mà ra. Và chỉ khi các cơ quan công quyền là vùng máy hoạt động phi chính trị với chính quyền và thi hành mọi trách nhiệm của mình dựa trên hiến pháp và pháp luật là chính, chính sách chỉ là phụ, thì lúc đó các vấn đề chính trị sẽ giảm thiểu hay không còn. Lúc đó, trách nhiệm giải trình là thuộc cả về chính quyền lẫn cơ quan công quyền, thuộc tất cả những ai có uy quyền hoặc quyền lực trong tay. Còn khi nào các cơ quan công quyền vẫn còn bị chính trị hóa và bị các đảng chính trị thao túng, thì lúc đó, thay vì phục vụ người dân, họ lại đi hành người dân. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2021. Người dân và chính quyền Việt Nam mối quan hệ một chiều.